Hồng Phượng cho biết, hồi đó tới giờ không đám tang nào mà phải sao kê. Một cái đám tang người ta đến, người ta thắp nhang cho cậu, thì cái đó nó là tấm lòng của cái người đi viếng. Bây giờ, nếu như sao kê tiền bạc, thì có sao kê được cái tấm lòng của họ không? Gia đình cũng đã ghi lại từng tên của những người đến viếng và ghi số tiền ra để mình biết được những người nào, rồi sau này mình có thể đi trả lại cho họ. Đồng thời, Hồng Phượng cũng đã sao chụp lại tất cả những giấy tờ mà gia đình mình đã ghi lại và gửi lên trên đồn công an. Hồng Phượng đã trình bày các sự việc này rồi. Từ lúc cậu Năm mất đến giờ là 5 tháng khiến gia đình mang tiếng, nên Hồng Phượng đã sao chụp những cái đó và gửi lên trên công an trình bày. Đồng thời, Hồng Phượng cũng cho biết nếu như ai mà có thắc mắc cái gì, muốn cần biết cái sao kê của đám tang của nhà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì mọi người lên trên công an, mọi người trình bày, nói ra cái điều kiện mà mọi người cần thì công an người ta sẽ xử lý luôn cho mình. 700-800 người gì đó đi đám tang mà ghi ra đó, thì bây giờ nếu như đăng tải thông tin lên trên mạng thì người ta có chịu hay không? Việc này liên quan đến nhân thân và đó là việc làm phạm pháp. Nếu như mấy trăm người đó mà người ta đồng ý thì gia đình mình buộc phải đưa lên. Ở đây gia đình Hồng Phượng đã đưa lên công an hết rồi và đã làm hoàn tất hết, chỉ chờ ngày ra tòa sẽ biết mấy cái đó. Hồng Phượng nói thêm, còn nếu như ai mà có đủ quyền thì cứ việc cầm giấy khai sinh lên. Mình đủ cái quyền, mình có giấy khai sinh thì mình lên trên công an, mình nói tôi có giấy khai sinh nè, tôi có quyền được lấy cái sao kê mà Hồng Phượng đã gửi lên trên công an rồi, thì đem cái đó về xong rồi tự úp lên luôn, tự đăng tải thông tin lên mạng. Cái đó là quyền của mình. Nếu bây giờ muốn thì cứ lấy cái sao kê đó từ công an rồi tự đăng lên trên cộng đồng mạng. Hồng Phượng thì không có trách nhiệm về chuyện đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời cũng như là trong lịch sử, chưa có bao giờ mà mọi người nghe chuyện phải sao kê một cái đám tang. Nó rất là vô lý, Hồng Phượng cho biết. Khi đưa lên trên công an, Hồng Phượng đã xin trình bày và đưa bản danh sách cũng như là thu chi trong đám tang. Phía công an còn nói, chị ơi, cái này chị không cần phải gửi cho em đâu. Và phía công an cũng cho biết không cần thiết phải trình bày đâu, bởi vì nó không nằm trong cái phận sự của chúng tôi. Hồng Phượng cho rằng những người trên cộng đồng mạng luôn ép buộc gia đình phải sao kê, có thể là họ cũng không có đến trong đám tang của cậu Phượng, nhưng mà họ muốn cố tình làm như vậy để mà họ có một cái cớ để chà đạp gia đình bằng những cái điều này. Hồng Phượng còn đăng lên trang cá nhân những lúc cố gắng mạnh mẽ, con thật lòng nhớ cậu, cậu ơi, ở nơi xa đó gia đình mình nhìn cậu, cậu có khóc không? Đến hiện tại Hồng Loan vẫn chưa đáp trả sự việc này. Thay vào đó, Phương Lê đã thay mặt Hồng Loan đáp trả Hồng Phượng như sau. Sao ba của em mà em không nhớ? Em nhớ ba chị hoài vậy. Ở nơi xa ba chị đang vui và phù hộ cho chị để mọi người được yêu thương chị vô điều kiện. Làm gì có chuyện ba chị khóc, tình cha ấm áp như quần thái dương. Con gái nhờ đức cha, không ai thương cha bằng con gái. Cháu gái mãi là cháu. Phương Lê còn nói thêm, ủa bé ơi, em nói những người lên tiếng kêu sao kê là những người ghét gia đình em, muốn kiếm chuyện với em. Vậy cho chị hỏi, sao gia đình em bị nhiều người ghét vậy? Hàng triệu người ghét, trong đó có hơn 50% là người lớn tuổi. Lý do sao có thể giải thích không? Sao kê đám tang rất là vô lý, trong lịch sử không ai làm, thì giờ em làm nó mới có giá trị, danh dự quan trọng lắm. Làm đi, nghĩ ngợi nhiều mệt lắm. Em bảo đám tang người ta đi tiền bằng nhiều cách, chuyển khoản, gửi riêng nên không thể sao kê. Vậy thì hơi lạc đề và vì không muốn thôi.